Và Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về máy đo đường huyết hiệu Array. Cái dòng này thì bà con mình thấy rất là quen ha. Thường thì trong các bệnh viện hay xài dòng này. Cái máy này giá niêm yết ở trên hộp là 1 triệu 500 ngàn đồng. Và có đi kèm một củ que là 50 que. Nếu mà que rời, 50 que này là 500 ngàn đồng ha. Thì bà con mình có thể ra các cửa hàng để tham khảo thêm. Rồi, hôm nay mình sẽ thử sử dụng máy này. Thì cái máy này nó cũng giống như những dòng máy đo đường huyết khác, khá là dễ dàng. Và đặc biệt dễ dàng hơn nữa là mình không cần phải cài đặt mã, không cần phải cài đặt code gì hết. Chỉ cắm que vào, que chính hãng của model này vào là xài được thôi. Rất là dễ ha. Tại vì có một số dòng mình phải cài, mua mỗi hũ que về mình phải cài đặt code cho trùng với cái hũ que mới xài được. Thì đây là một trong những thương hiệu nổi tiếng của Nhật, Array. Rồi bây giờ mình bên trong có gì ha. Bên trong thì mình có một cái túi gọn đẹp nè, một hũ này là kim để lấy máu, hướng dẫn sử dụng và có bảng đo đường huyết nữa, hướng dẫn tiếng Việt nữa nè và hướng dẫn bằng tiếng Anh, rất là nhiều ngôn ngữ trong đây. Rồi và một phiếu bảo hành là 5 năm rồi ha. Bây giờ mình sẽ thử mở bên trong xem có cái gì. Thì các dòng máy đo đường huyết đều giống nhau, đi theo máy gồm có một cái máy rất là nhỏ gọn và một cái cây bút để mình chích lấy máu cho nó không đau. Cây bút này nè. Rồi một cái máy nè, tháo máy ra. Còn bên trong đây là hũ kim và một hũ que nữa. Rồi mình có một cây kim mình để kèm với một cây bút nha. Que thì bà con mình nhớ là khi que đó mình xài mình nhớ coi cái hạn sử dụng nha, có hạn sử dụng. Đây mình có một cái que test ở đây, que thử. Rồi mình có hũ que nè và một cái máy. Bên đây là mình chuẩn bị cây bút với một cây kim. Rồi trước khi đó thì mình sẽ cài đặt ngày giờ, cái nắp pin nè, mình mở nắp pin ra. Rồi bà con mình chú ý ha, cái viên pin nó có đầu cộng và đầu trừ, trên đây có nó có hình và trên pin cũng có, mình sẽ để đúng chiều bỏ vào. Rồi đầu cộng là cái miếng cái mặt trên cùng, mình để quay ra mà mình nhìn thấy được ha. Rồi nếu mà để cài đặt ngày giờ, đầu tiên mình bấm mở nguồn, sau đó mình bấm giữ khoảng 3 giây thì sẽ hiện thị lên giờ, mình sẽ tăng giảm 24 giờ hoặc 12 giờ bên trái bên phải. Cái máy này thì chỉ có 3 nút thôi ha. Rồi mình bấm nút giữa là nó sẽ chuyển vào bên trong. Đây đây là ngày nè, tăng hoặc giảm. Mình ví dụ ha, mình cứ tăng cho đúng ngày giờ. Còn nếu cài đặt sai thì mình cứ vào trở lại bằng cách mở nguồn và bấm giữ khoảng 3 giây, tăng hoặc giảm ngày tháng trước nè. Rồi bây giờ là đây là ngày ha, ví dụ vậy. Ok này là năm 20, tăng hoặc giảm ha. Rồi xong. Rồi mình muốn thoát ra thì mình bấm giữ khoảng 3 giây là thoát ra thôi. Trên đây chỉ có 3 nút, khá là dễ dàng. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy luôn. Bộ nhớ của cái máy này nó là 250 lần, có ngày giờ nhớ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cây bút lấy máu. Thì các hãng khác cái cây bút lấy máu nó chỉ có hai loại, thường chỉ có hai loại là kim tròn và kim dẹp. Cái tức là cái đầu tròn này nè, cái cây kim này, cái đít tròn nè, hoặc là đít dẹp để mình có cây bút phù hợp. Và cây bút này đó cũng giống nhau thôi, mình mở nắp ra, mình gắn cây kim tròn hoặc dẹp vào tùy theo cái cây bút đó mình ấn vào. Rồi bà con mình thấy nó cứng rồi ha, mình xoay cái đầu nhẹ để bẻ cái đầu nhựa ra đó, nó sẽ lồi cái đầu kim nhọn lên. Rồi mình đậy nắp lại. Rồi mình sẽ chỉnh cái độ sâu của cây kim khi mà nó chích vào tay mình. Ví dụ da tay mình mỏng thì mình để ở cái mức nhỏ số 2, hoặc là dày hơn xíu là mức 3. Còn càng cái này nó càng dài ra, có nghĩa là cây kim nó sẽ lòi ra càng nhiều, mình sẽ càng đau tùy theo da tay dày hay mỏng. Thì em nghĩ cỡ ở giữa đi ha.
À, rồi mình sẽ kéo cái cò về phía sau đó, nên kêu tách. Rồi còn cái này là nút nhấn nè, mình để vào tay mình bấm cạch thì nó sẽ chích một cái, nó giật ra rất là nhanh nên là mình không có đau nha. Thì trước khi làm như vậy á, là mình rửa tay bằng xà bông rồi mình lau khô nó, lau khô cái tay mình đi. Rồi em hướng dẫn là cái bút nè, kéo cò để vào tay chích cạch ha. Rồi mình lấy máu khá là dễ dàng nha. Rồi cái này là cây bút, khi mà xài xong mình dẹp cái kim này thì sao, mình mở ra mình đẩy cái cây kim này lại. Cây kim này thì nó rất là rẻ, mình có thể mua thay dễ dàng nha. Rồi mình đẩy lại xong rồi mình sẽ, lúc nãy á, là mình kéo cò xuống để nó lên cò ha, còn giờ mình lấy ra thì mình đẩy nó tới phía trước đó, nó sẽ chạy ra. Giờ là xong cây bút nha. Rồi đây là cây bút lấy máu đó, mình tháo cái đầu nó ra cắm lại. Rồi xong cây bút, bây giờ còn cái hũ que. Thì đầu tiên cái que mình xài là phải còn hạn sử dụng nha. Đó, cái này là loại 50 que, nên là khi bà con mình xài là tay phải lau thật khô, tại vì cái que nó sẽ hút ẩm, nó sẽ hút máu. Khi mà nó đã hút ẩm rồi thì nó hiểu là que đã sử dụng, nên bà con mình cực kỳ chú ý cái chỗ này. Khi mình mở nắp ra thì cái tay mình phải khô, mở nắp ra mình lấy que xong mình đậy lại để mình bảo quản cái số lượng que còn lại, và cái tép que thử mình xài xong mình bỏ. Rồi mình sẽ mở nắp ra, mình lấy hũ que nè, lấy một thẻ rồi mình đậy nắp lại nha. Xong rồi, ở trên đây có chữ A Gray, ở đây cũng vậy, là mình quay cái mặt que hai chữ nhìn thấy chứ không có để ngược như vậy là bị ngược nha, hai chữ nhìn thấy. Rồi ở bên đây là mạch điện, còn bên đây là chỗ lấy máu, thì cái mạch điện mình phải quay vào trong máy ha, cái mạch điện quay vào trong máy nha. Còn cái đầu lấy máu bên đây thì tùy theo hãng, có hãng mình sẽ lấy máu mình chấm từ trên chấm xuống, nhưng mà cái này thì mình sẽ lấy chấm từ ngoài vào, nó hút ở ngay cái đầu que này nè chứ nó không phải hút ở giữa thân que, nên là tùy theo model mà Hoàng Sơn sẽ chia sẻ bà con mình cách lấy cho nó chính xác ha. Rồi mình sẽ cắm cái que vào đó, khi mà cắm que vào thì nó sẽ hiện giọt máu chớp chớp, tức là nó đang lấy máu để đo, cần lấy máu để đo, và que này đang còn xài được. Còn nếu mà mình cắm vào nó báo lỗi, tức là que đã xài rồi, hoặc là que đã bị hút ẩm, nó hiểu là xài rồi thì mình phải bỏ thôi. Trường hợp thứ hai, nếu mình cắm vào mà để lâu quá mình lấy máu không có kịp, máy nó sẽ bị tắt, thì tắt màn hình thì mình rút ra mình cắm trở lại nha. Rồi khi nào mà cái que nó hiện giọt máu chớp 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 như vậy, mình mới lấy máu và mình chấm vào cái đầu này, trong khoảng vài giây nó sẽ hút đầy cái đầu này, nó chỉ một ít máu thôi, một giọt máu thôi, mình nặn ra đủ một giọt máu nó sẽ hút đầy ngay chỗ cái đầu này là xong, thì nó sẽ ra kết quả. Bà con mình khi mà cắm que vào mà nó không giọt máu chưa chớp, hoặc là mình chấm máu trước ở ngoài cái que nó đã hút rồi, thì nó hiểu là que xài rồi là không có xài được, nên bà con mà chú ý nha. Nếu mà như vậy một que nó tầm khoảng 10 ngàn á, thì rất là tiếc. Rồi mình cắm máy vào như này mà chớp chớp nha. Bây giờ mình sẽ lấy cây bút chích lấy máu nè, rồi mình nặn giọt máu ra mình sẽ chấm vào đây đó. Thì cái này Hoàng Sơn sẽ ví dụ mình sẽ lấy máu giả mình thử, ví dụ như mình có một giọt máu nha, rồi mình sẽ chấm từ ngoài vào, nó sẽ hút đủ một giọt máu, thấy không? Nó sẽ đếm ngược nè, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, nó sẽ ra kết quả. Đó, thì nó sẽ ra một con số. Rồi, nó ra một con số mình sẽ tra vào. Ví dụ nó ra con số là 106, 106. Ha. Thì mình sẽ xem về cái bảng này nè. 106 nó là miligam ha, miligam trên dl, tại vì ở đây nó sẽ có hai cái dòng đơn vị, tùy theo những nơi khám hoặc là những dòng máy thì nó là millimol hoặc là miligam. Sơ ví dụ là hồi nãy là kết quả ra 106, giống như trên cái vỏ hộp đi, nó ra một con số 106, tức là 106 là nó nằm bên đây, miligam đó.
Còn nếu mà nó là milimol thì nó tương xứng, nó chuyển qua nó là chỉ là 6.0 thôi, thì nó nằm trên cái màu vàng. Màu vàng này là đánh giá là bình thường. Còn nếu mà màu nhạt là bị hạ đường huyết, màu cam là cao nhẹ, màu đỏ là cao nghiêm trọng. Nên là con chú ý nha, có hai đơn vị đo. Nếu mà con số lớn nó hàng chục tới hàng trăm thì nó là miligam, còn nó chỉ có vài 5, 6, 7, 7, 2, 3 phẩy trở lại đơn vị nhỏ thì nó là milimol ha. Thì có những hãng á, là mình cài đặt được cái này, còn có những hãng là không, thì mình mua cái model nào thì mình xài cái đó. Và hiện tại thì mình đang xài cái dòng của Array là có hai máy riêng. Nếu mà mình mua miligam một milimol thường thì mình đặt trước. Thì em thấy ở Hồ Chí Minh thì hay bán cái dòng là miligam, còn ở Hà Nội là dòng là milimol nha. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng, tại vì trên cái bảng hướng dẫn người ta cho mình hai cái bảng song song rồi, mình chỉ tra vào mình sẽ biết liền vậy ha. Rồi khá là đơn giản. Em hướng dẫn lại, ví dụ que mà mình đã xài rồi là mình cắm vào đó. Nó sẽ báo E01, tức là que đã xài rồi nè, E01 đó, hoặc là que đã hút ẩm rồi. Nếu mà lỡ lấy máu trước là mình cũng không xài được nữa rồi, mình là hư một que rồi đó, hoặc là đã xài rồi một que rồi đó. Bây giờ mình muốn lấy ra thì mình bật ở phía sau nè, mình có thể nắm kéo ra được, hoặc mình đẩy phía sau ra nó sẽ văng ra, vậy là xong ha. Còn muốn xem lại bộ nhớ thì bấm vào nguồn và bấm trái phải. Không tắt thì tí xíu, vài giây nó cũng sẽ tắt máy thôi. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ bà con mình cách sử dụng một cái máy thông dụng của một cái hãng Array thường dùng trong bệnh viện ở Việt Nam. Dòng máy này nó tầm khoảng 1,5 triệu, đó là giá tham khảo, bà con mình có thể ra các cửa hàng để xem thêm. Rồi cách bảo quản que, lau tay khô hả, lấy que chứ để nó lỡ mà rọt giọt nước vô trong đó thì hiểu là que đã xài rồi thì rất là tiếc nha. Còn cái cây bút nhớ chỉnh được cái độ sâu của cây kim để không bị đau. Trên sức khỏe 60 giây thì chia sẻ rất là nhiều thông tin về máy đo huyết áp, máy tiểu đường, máy trợ thính và những dòng máy khác. Bà con mình có thể tham khảo thêm hoặc đặt những câu hỏi ở đây. Và hôm nay thì em chia sẻ cái cách sử dụng. Còn trường hợp mà máy hết pin thì sẽ báo pin yếu hoặc màn hình tắt luôn, thì mình nên mua pin mới để mình thay, nó cũng khá là dễ dàng. Những dòng máy này nó cũng bền lắm. Có những dòng máy thì cài đặt code trên hũ que cho trùng với máy, thì em sẽ hướng dẫn riêng của từng model. Hôm nay thì mình sẽ dừng video đây. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Nếu cảm thấy hữu ích thì chia sẻ cho gia đình và bạn bè cùng xem. Và nhớ đăng ký kênh để xem những video mới. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.